Thưa quý vị, ngày 1 tháng 7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đến Haiti và thảo luận với Thủ tướng nước này Ariel Henry về tình trạng mất an ninh cũng như là cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng tại đây. Ông Guterres khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ làm mọi việc trong khả năng để giúp Haiti phục hồi về phần mình, Thủ tướng Haiti Ariel Henry cho hay, Haiti đang thực hiện tham vấn với các bên liên quan, đồng thời tái khẳng định quyết tâm của chính phủ Haiti trong việc khởi động quá trình bầu cử để người dân có thể quyết định trong tương lai gần ai sẽ là đại diện cho họ ở các cấp cơ quan dân cựu chủ, dân cử khác nhau. Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Haiti, đòi hỏi các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp và lâu dài. Người đứng đầu Liên hợp quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an cho phép triển khai ngay lập tức một lực lượng an ninh quốc tế mạnh mẽ đến hỗ trợ cảnh sát quốc gia Haiti trong cuộc chiến chống lại các băng đảng hiện kiểm soát tới hơn 80% thủ đô Port-au-Prince. Cũng trong ngày 1 tháng 7, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án vụ một người tị nạn Iraq ở Thụy Điển đốt bản sao của kinh Koran, đồng thời nhấn mạnh phải có biện pháp ngăn chặn hiện tượng bài Hồi giáo. Ông Guterres khẳng định sự cần thiết phải tôn trọng cộng đồng người Hồi giáo. Ông cho biết Liên Hợp Quốc đang theo dõi sát sao vụ đốt kinh Koran ở Thụy Điển, cũng như là các phản ứng liên quan ở Iraq và thế giới Hồi giáo. Về phần mình, Phó Thủ tướng Iraq cho rằng hành vi đốt kinh Koran sẽ làm gia tăng hiện tượng bài Hồi giáo, hệ tư tưởng cực đoan và khủng bố, gieo mầm cho những hành động thù hận và bạo lực trên thế giới. Cùng ngày, cơ quan đối ngoại châu Âu cho biết Liên minh châu Âu-EU lên án hành vi đốt kinh Koran ở Thụy Điển và kêu gọi tránh làm leo thang tình hình. Một chiếc xe buýt đã gặp nạn và bốc cháy khiến cho 26 người chết và 7 người bị thương ở bang Maharashtra phía Tây Ấn Độ vào ngày 1 tháng 7. Cảnh sát địa phương cho biết chiếc xe đã đâm vào giải phân cách trên đường cao tốc, làm vỡ bình dầu diesel của xe và gây ra hỏa hoạn. Phía cảnh sát cũng cho biết, hầu hết các nạn nhân đều không thể thoát khỏi chiếc xe đang bốc cháy. Thủ tướng Narendra Modi cho biết sẽ hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân với số tiền lên tới 700.000 rupee, tương đương với 8.500 đô la Mỹ. Bắt đầu từ ngày 28 tháng 6, Hàn Quốc Nga áp dụng hệ thống tính tuổi của quốc gia theo tiêu chuẩn quốc tế, nghĩa là chỉ tính tuổi theo dương lịch, không tính tuổi âm lịch như truyền thống. Cách tính tuổi mới này có ý nghĩa xã hội quan trọng đối với những người phụ nữ trong xã hội Hàn Quốc, vốn khuyến khích phụ nữ ổn định cuộc sống khi bước sang tuổi 30. 51 triệu người dân Hàn Quốc thức dậy vào sáng 28 tháng 6 và phát hiện mình trẻ đi từ 1 đến 2 tuổi. Theo cách tính tuổi kiểu truyền thống, thì tôi đã sắp sang tuổi 30, nhưng giờ thì tôi mới 28. Trước đây, Hàn Quốc áp dụng tính tuổi theo kiểu truyền thống. Một đứa trẻ sơ sinh đã được tính là một tuổi, rồi cứ ngày mùng 1 tháng 1 hàng năm được cộng thêm một tuổi. Người Hàn Quốc cộng thêm cả một năm sống trong bụng mẹ vào tuổi, cũng có giả thuyết khác rằng hệ thống toán học châu Á cổ đại không có khái niệm số 0, nên tuổi bắt đầu được đếm từ 1. Mặc dù các quy tắc quốc tế đã được áp dụng với ngành y tế Hàn Quốc từ những năm 1960, song người Hàn Quốc vẫn quen tính tuổi cộng. Trong cuộc vận động tranh cử năm ngoái, Tổng thống Yoon suk yeol chỉ ra rằng cách tính tuổi khác biệt khiến đất nước Hàn Quốc bị trật đi so với thế giới và tạo ra chi phí xã hội không cần thiết. Cách tính mới sẽ đỡ gây nhầm lẫn hơn và cũng đơn giản hơn. Trong văn hóa Hàn Quốc, người dân có quá nhiều áp lực về tuổi tác. Họ phải tìm bạn đời và lập gia đình vì đã 30 tuổi, hoặc phải được thăng tiến trong công việc vì đã 30 tuổi. Nay thì áp lực đó đã nhẹ bớt với việc họ được giảm đi 1 hay 2 tuổi. Mexico đã ghi nhận hơn 1.500 ca nhập viện liên quan đến đợt nắng nóng thứ ba kéo dài trong giai đoạn nửa cuối tháng 6 năm 2023, trong đó có 112 ca tử vong. Và thông tin chi tiết sẽ có trong phần tin vấn quốc tế. Bộ Y tế Mexico cho biết có 104 ca tử vong do liên quan đến hiện tượng sốc nhiệt, các ca còn lại tử vong do tình trạng mất nước, trong đợt nắng nóng thứ ba kéo dài trong tháng 6, nhiều địa phương tại Mexico hứng chịu nền nhiệt cao kỷ lục trong hàng chục năm qua với nhiệt độ dao động từ 40 đến 45 độ C. Nắng nóng cùng với lượng mưa giảm kỷ lục trong nhiều năm cũng đã khiến nhiều địa phương tại Mexico hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp cũng như sinh hoạt của người dân. Mưa lớn đã tàn phá nhiều khu vực khác nhau tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc kể từ hôm 30 tháng 6, dẫn đến ngập lụt nghiêm trọng. Khu vực đô thị và các thị trấn xung quanh của khu vực thành phố Bảo Tĩnh, tỉnh Hồ Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những trận mưa lớn với lượng mưa gần 280 mm liên tiếp trong 12 giờ. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng đưa ra cảnh báo thời tiết khắc nghiệt và huy động lực lượng cứu hộ khẩn cấp để giải quyết tình hình, đồng thời ghi nhận tình trạng lở đất Ngày 1 tháng 7, một vệ tinh do châu Âu phát triển đã được phóng lên không gian với sứ mệnh khám phá những hiện tượng vũ trụ bí ẩn là năng lượng tối và vật chất tối. Vệ tinh mang theo kính viễn vọng Euclid, được đặt theo tên nhà toán học Hy Lạp cổ đại, được đưa lên không gian bằng tên lửa đẩy Falcon 9 từ trạm vũ trụ Cape Canaveral, bang Florida, nước Mỹ. Sau khi được đưa lên không gian, vệ tinh sẽ bắt đầu hành trình kéo dài một tháng để tới một vị trí trong quỹ đạo mặt trời, cách trái đất gần 1,6 triệu km. Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang đặt ra bài toán chưa từng có đối với thế giới trong việc vừa giải tỏa cơn khát nhiên liệu, vừa đảm bảo sự cân bằng trên thị trường, đồng thời vẫn thực hiện được những cam kết chống biến đổi khí hậu. Trước tình hình đó, thì một nhóm các nhà khoa học đến từ Tây Ban Nha đã có ý tưởng tạo ra năng lượng tái tạo từ núi lửa. Thiết bị này sẽ tạo ra đủ năng lượng cho một hộ gia đình cả ngày lẫn đêm. Một chiếc máy phát điện hoạt động bằng cách sử dụng lượng nhiệt bốc lên từ bên trong núi lửa, Nhóm các nhà khoa học đến từ thành phố Pamplona của Tây Ban Nha đang chuẩn bị kiểm tra xem ý tưởng của họ có thực sự hiệu quả hay không. Đây là một hệ thống mới, không giống như những hệ thống khác. Hệ thống mới này không yêu cầu phải có tô bin chạy bằng hơi nước, vì vậy nó không quá đồ sộ. Nhiệt kế hồng ngoại cho thấy nhiệt độ bề mặt là từ 33 đến 37 độ C, nhưng điều mà các nhà nghiên cứu quan tâm là nhiệt độ dưới lòng đất hơn 400 độ C dưới lòng đất và dưới 40 độ C trên bề mặt là một kết quả đầy hứa hẹn. Máy phát điện nhiệt mà chúng tôi chế tạo rất hiệu quả, cho phép chúng tôi chuyển nhiệt trực tiếp vào các mô đun và biến nó thành năng lượng. Quá trình thử nghiệm tại vườn quốc gia trên đảo Lanzarote gần như đã được hoàn tất. Các nhà khoa học kỳ vọng những dữ liệu từ thử nghiệm này sẽ chứng minh tính hiệu quả của hệ thống. Chúng tôi có thể tiếp cận nguồn năng lượng này 365 ngày một năm, và chúng tôi muốn sử dụng nguồn năng lượng này để giúp vườn quốc gia tại Lanzarote có khả năng tự cung tự cấp năng lượng mà không cần đến nhiên liệu hóa thạch nữa. Dự án này được hỗ trợ kinh phí từ quỹ Next Generation EU của Liên minh châu Âu và sẽ còn tiếp tục được mở rộng, sẽ có nhiều nhà máy năng lượng điện nhiệt được xây dựng trong tương lai dự án này hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích cho đảo Lanzarote và cuộc cách mạng năng lượng của thế giới